Ok, hello, xin chào các bạn ơi. Hôm nay mình giới thiệu cho các bạn một cái sản phẩm mà dạng boxing cũng như là kickboxing hay sử dụng để tập luyện phản xạ. Cái này là gậy phản xạ mình cung cấp là hãng BN. Thì hôm nay mình sử dụng cái sản phẩm này là mình để mình tập luyện một số cái bài phản xạ. Lưu ý các bạn lưu ý là đối với cái gậy phản xạ này thì chúng ta phải tập 2 người trở lên, 2 người mới tập được, 2 người, 3 người, 4 người tùy vào các bạn tập tại nhà các bạn có bạn tập với nhau. Ok, thì đối với một sản phẩm này thì cũng sẽ chuyên dành cho những cái bạn huấn luyện viên chuyên sử dụng để tập luyện cho võ sinh cũng như là môn sinh của mình. Thì ở đây thì cái đối với sản phẩm này thì mình có rất nhiều bài tập khác nhau, thì hôm nay mình cũng chia sẻ cho các bạn một số cái bài tập cơ bản chỉ dành cho một số bạn nào mà ở tập tại nhà của các bạn, có thể hai bạn với nhau ở nhà chúng ta vẫn có thể tập luyện được. Thì sản phẩm này chúng ta có một số cái đo, ví dụ như sử dụng để chúng ta lách né di chuyển, hoặc là sử dụng để đấm đá, có rất là nhiều bài tập tùy vào các bạn sẽ thiên biến vạn hóa nó đi. Các bạn liên tưởng nó giống như là hai cái cánh tay của chúng ta, khi mà chúng ta tấn công tới thì bạn chúng ta lách né, hoặc là cái cánh tay để chúng ta đấm trả. Đó, rất là nhiều cái cách, quan trọng là các bạn tự thiên biến vạn hóa để chúng ta tạo ra những cái bài tập mà giúp cho chúng ta phản xạ. Thì ở đây mình sẽ chia sẻ các bạn một số cái cơ bản thôi. Thì ok, thì đầu tiên ví dụ chúng ta có thể tập sử dụng để phản xạ di chuyển né, di chuyển đầu. Ví dụ chúng ta đấm để bạn di chuyển nè, một nè, đấm di chuyển nè, hai nè, ok, đấm di chuyển nè, đó, hai bạn ở nhà với nhau chúng ta vẫn có thể tập luyện được. Đó là cái thứ nhất. Còn cái thứ hai, ví dụ như chúng ta sẽ tập di chuyển đầu, đó, chúng ta sẽ di chuyển đầu, một di chuyển đầu bên trái, hai di chuyển đầu bên phải, đó, rất là nhiều cách. Đó, thì khi chúng ta tập thì chúng ta sẽ nương theo bạn chúng ta tập, hai người sẽ nương với nhau. Ví dụ như mình cũng bị đấm bạn mình này, đúng không? Mình canh chút một, bạn mình né ra, đấm xuống, hai né ra, đấm xuống. Đó, bạn này mới tập cho nên cái độ phản xạ di chuyển của bạn cũng chưa được tốt. Thì cũng giống như các bạn thôi, các bạn tự tập luyện tại nhà thì các bạn cũng sẽ mỗi ngày chúng ta dần tiến bộ. Đầu tiên chúng ta né chưa quen, sau đó dần dần chúng ta sẽ né dần quen lên. Bắt đầu lại này, đó, một này di chuyển qua đầu này, hai di chuyển đầu này, ba hộp này, đó, ok, tiếp tục này, một di chuyển cái này, hai chuyển cái này là ba hộp này. Đó, và rất là gượng gạo đúng không các bạn? Đó, bạn mới tập hôm nay là hôm đầu tiên. Ok, cho nên các bạn khi các bạn ở nhà tập luyện tại nhà cùng các bạn như vậy, các bạn đừng có ngại, các bạn cứ xả mình ra, cứ tập với bạn chúng ta mượn một người bạn tập. Dĩ nhiên cái sản phẩm này, cái hàng này, cái gậy phản xạ này thì phải hai người tập trở lên. Đó, nếu mà có huấn luyện viên cầm cái tay này cho chúng ta tập thì quá là tốt rồi. Ok, rồi tiếp theo, ví dụ sản phẩm này để chúng ta sử dụng để chúng ta đấm, ví dụ như đấm thẳng đi, còn đấm thẳng này, một đấm thẳng, đấm một đấm vào hai đó. Bởi vì cái sản phẩm này nó rất là êm, đó, bên trong là những cái lớp muối chuyên dụng, cho nên cái cây gậy phản xạ này rất là êm, thì chúng ta sẽ không bị chấn thương. Và mục đích sử dụng của nó cũng để tập cái bài đến như vậy. Các bạn đeo găng vào thì các bạn sẽ tập được với cái này sẽ tốt hơn. Ok, lại này, ví dụ như để sử dụng một đấm này, một đấm, hai đấm, một hai đó. Đó, lưu ý các bạn tập luyện, khi mà chúng ta tập với sản phẩm này thì cái đầu đấm của chúng ta nó phải chuẩn, chúng ta vừa luyện với cái gậy và vừa luyện cái đấm của chúng ta. Đó, ra thủ ô hai đó, chúng ta phải liên tục. Đó, các bạn không cần phải tập quá nhanh đâu, đầu tiên thì các bạn không cần phải tập quá nhanh đâu, cứ bình tĩnh mà tập. Lại này, ví dụ như bình tĩnh bạn mình đấm này, tập một bình tĩnh này, hai đó ô hai đó ô không tay này, hai ok. Rồi lại này, di chuyển đầu nè, di chuyển đầu, tập xuống, ok, di chuyển đầu, ô, đó, hai, đó. Sau này dần thêm những cái đầu, ví dụ như để chúng ta đỡ cái đầu bên hông, ví dụ mình đấm đỡ đúng không, chẳng hạn, ví dụ đỡ đúng không, ví dụ như vậy. Rất là nhiều bài tập đối với cái sản phẩm, cái gậy phản xạ này. Ok, rồi hôm nay mình chia sẻ cho các bạn, mình giới thiệu cho các bạn một số cái cách để chúng ta tập luyện với cái gậy phản xạ này. Mình giới thiệu cho những bạn nào đang tập tại nhà chưa biết cách tập như thế nào với cái gậy phản xạ này thì các bạn có thể hình dung dễ tập luyện hơn. Còn đối với các bạn huấn luyện viên tại các câu lạc bộ tập luyện thì tự mà sở hữu về cái này và tập luyện nha. Rồi ok, rồi chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo.